giờ nắng quá nên là ướt vào cái cầu này để đi ra chỗ kia ngồi cho mát nha mọi người. Đi được mà, chỉ sợ nó sụp cái khúc này thôi. Đi nha, rung quá má ơi. Hay là nó sụp xuống không trời? Cân thì đi được, cái 60 cân ghê quá. Hơi rung rinh, hơi rung rinh. Ghê quá. Con qua được rồi má ơi. Đây, giờ lên đây ngồi cho nó mát nè. Có khi nào đang đi cái tụm xuống nghe cái tụm một cái không á? Wow, hay quá. Rồi, lên đây ngồi.